Đang Trường gặp biến căn, tai nạn bất ngờ làm móc đầu xe trên đất Mỹ, hoảng loạn cầu cứu cảnh sát. Nam ca sĩ Đang Trường vừa khiến dân tình trải qua một phen thót tim hoang mang tột độ khi thông báo gặp tai nạn khi đang lái xe ở Mỹ. Sự cố khiến anh trải qua tình trạng hoảng loạn phải cầu cứu người dân và cảnh sát giúp đỡ. Người dùng mạng xã hội đang vô cùng xôn xao hoang mang tột độ trước thông tin nam ca sĩ Đang Trường vừa bị tai nạn ở Mỹ khi đang lái xe trên đường. Chia sẻ trước truyền thông, Đang Trường không giấu được nỗi bàng hoàng ám ảnh trước tình cảnh mà bản thân vừa mới trải qua. Theo đó, trên trang cá nhân, Đang Trường bất ngờ thông báo chuyện anh gặp tai nạn giao thông khiến dân tình lo lắng. Cụ thể, nam ca sĩ cho biết, khi anh đang di chuyển trên đường thì bất ngờ một con nai băng qua đường. Vì tình huống xảy ra bất ngờ nên anh không kịp trở tay, xảy ra va chạm mạnh. Tay lái của xe bị bung túi khí bảo vệ trước ngực khiến anh cảm thấy đau. Ca sĩ Đang Trường chia sẻ, lần đầu tiên xảy ra chuyện này nên mình kể cho cả nhà nghe. Mình biết lái xe hơi được 10 năm rồi, khi lái xe lúc nào cũng kỹ lưỡng, tập trung cao độ, ngó trước ngó sau. Mấy hôm trước mình đi chơi xa, bây giờ hay thích đi những nơi như countryside, đồng quê, trên đường freeway cao tốc, đường vắng vẻ mình chạy tốc độ 70 miles. Tốc độ Việt Nam là 112 km một giờ. Đang nghe nhạc thư giãn thì bất ngờ một con nai to phóng ra trước đầu xe. Mình không trở tay kịp, thế là xe mình đụng cái rầm rất mạnh. Lập tức tay lái của mình bung cái túi khí bảo vệ ra ngay ngực làm mình đau, và hai bên trong xe hơi cũng bung mấy cái túi khí ra luôn, làm xe cũng không chạy được nữa. Thế là phải dừng xe lại ngay giữa đường luôn. Bên trong thấy xe sạc điện và bốc khói, mình hốt hoảng nên vội vàng nhấn vào cái nút báo chớp đỏ. Lúc đó mình vội vàng tìm cách để chạy ra ngoài vì sợ xe cháy nổ hoặc bị xe container tông vào đít xe càng nguy hiểm hơn. Nhưng tự nhiên không hiểu sao cái dây an toàn không mở được nữa, làm mình càng luống cuống hơn nữa. Tìm đủ mọi cách chui ra ngoài thì không thấy con nai văng đi đâu rồi, do trời khi đó tối lắm. Mà đường cao tốc ven rừng thông thì không có đèn. Các xe cũng lần lượt chạy qua mình và bấm kèn tránh né vì xe nào cũng chạy tốc độ cao. Mình đứng đó lấy điện thoại mở đèn flash báo hiệu là xe mình gặp tai nạn, và trời bên này đã lạnh rồi và mình bắt đầu lạnh run. Cũng may mình có áo khoác phòng hờ lúc nào cũng để sẵn trong xe, mùa đông là mình hay chuẩn bị như vậy. Loay hoay trong vòng 15 phút không biết phải làm gì trước thì có 3 chiếc xe cảnh sát tới. Thì ra là do người đi đường họ thấy và báo cảnh sát. Cảnh sát dừng xe có khoảng cách và tới gần mình xem như thế nào. Họ chỉ thấy có một chiếc xe của mình bị hư nặng thì họ đã biết mình bị cái gì rồi. Biết ngoài trời là lạnh nên họ kêu mình vào xe ngồi, nhưng trước khi vào ngồi họ kiểm tra toàn thân của mình có mang vũ khí không, rồi mới cho vào ngồi và cung cấp thông tin. Sau đó họ kêu xe tới và cẩu xe đi ra về bãi để bảo hiểm kiểm tra xe hư và sửa chữa. Do đường xa nên cảnh sát chỉ chở mình đến hết cái quận của họ, sau đó để mình ở cây xăng và chờ chị bạn tới đón. Cả đêm cũng không ngủ được vì mình cứ nhớ cái khoảnh khắc con nai cứ phóng ra y như phim. Cũng may là nhờ ơn trời, chiếc xe của mình không bị bay lên mấy vòng. Nhiều người hay nói là ai bị xui gì cũng là có lý do của nó, nhưng mà cho dù mình cẩn thận và tính trước cỡ nào thì cái xui nó cũng ập đến mình. Đang Trường nhanh chóng trấn an người hâm mộ, bản thân anh cũng không khỏi sợ hãi vì sự việc đến quá nhanh và bất ngờ. Sau khi xảy ra sự việc, anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và liên tục cập nhật tình hình để khán giả không lo lắng. Sau khi ly hôn vợ doanh nhân, hiện Đang Trường sinh sống tại tiểu bang Texas, Mỹ.